hành xử của người đại trượng phu đối với mẹ của mình đã được người chứng kiến gần đó ghi lại. Không rõ mâu thuẫn phát sinh từ đâu, người con trai dùng cán chổi dục liên tiếp vào người một thiếu nữ đứng tuổi được cho là mẹ của anh ta. Hai người thiếu nữ khác đứng gần đó đều nỗ lực di tản ra xa, tránh bị dạ lây. Được biết, sự việc xảy ra tại một con hẻm ở Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Cuối clip, người đại trượng phu quay về nhà, còn người mẹ thì vẫn đứng ngoài mắng chửi vào trong, nó tấn công tôi sẽ không tấn công lại đâu. Hàng xóm bao quanh cũng đã chạy tới để can ngăn. Dù không biết nguồn cơn mâu thuẫn là gì, nhưng việc người đại trượng phu bắt chổi tấn công mẹ là điều khiến tất cả khó lòng chấp nhận nổi. Hành xử của người đại trượng phu thật thất đức, mẹ già của mình mà bắt chổi tấn công như vậy được, thành viên Mai Hạnh bình luận. Chẳng cần biết nguyên nhân, bắt chổi tấn công mẹ như thế là không thể chấp chiến được rồi, thành viên Loan Trần bình luận.